Xin chào anh em nhé, lại là mình kẹo ngon ba miền và mình quay trở lại để giới thiệu anh em những cái dòng kẹo bên mình đang bán anh em nhé Và trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì xin phép anh em, những anh em nào đang xem video của mình thì cho mình xin một đăng ký kênh Để mình lấy được tương tác với anh em và anh em bật chuông thông báo lên để nhận được những chương trình chiên mới nhất bên mình nhé Và khi anh em mua một cân, mình sẽ tặng cho anh em hai nặng để sử dụng anh em nhé và anh ấy, cách thức mua bán hàng bên mình thì anh em đặt hàng mình sẽ ship COD cho anh em anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em lưu ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá anh em tin tưởng thì mua hàng anh em không tin tưởng anh em qua shop khác nhá còn hàng nhà mình ấy, thì mình giới thiệu như thế nào sẽ gửi đến tay anh em một trăm mình giới thiệu luôn anh em nhận hàng mà không được như mình giới thiệu thì anh em cứ gửi lại hàng cho mình để mình gửi lại tiền cho anh em nhá và đầu tiên giới thiệu đến anh em là cái mẫu đẳng ăn mập bên mình nhá cái mẫu đằng ăn mập này thì mình đang bán mạnh nhất luôn anh em nhé nhà mình có 5 chấm và 6 chấm 5 chấm 5 thì nhà mình có từ 5 chấm 50 đến 5 chấm 5,6 cho anh em đầy đủ kích thước nhá còn 6 chấm nhà mình có nhà mình có 635 và 60 Đấy, cái mẫu đằng ăn mập này thì nó rất dễ chơi nó không biến cành anh em nhé nhìn viên kẹo thì rất sắc nét luôn nhìn rất là khuôn mắt tất cả đều là vé hai tầng một tầng với xoay một tầng với đẩy hơi nhá và tất cả đều là làm bằng chìm mẹp nhập trên công nghệ đóng máy anh em nhé anh em yên tâm luôn không lo hại cảnh anh em có thể tăng size nên khi chơi nâu ngày cành nó mòn nhá cho nó phù hợp với cành mẫu này thì chơi rất là ổn định luôn Đó. và hàng nhà mình cam kết với anh em là hàng chuẩn 100 không qua xử lý via luôn anh em nhé khi hàng đã qua xử lý via thì kích thước nó sẽ không được chuẩn 100 phần trăm nữa anh em nhé mình có thể bao chuẩn cho anh em là 130m và bao lắp xe là 90m anh em nhé viên nào như viên nào luôn vé tròn đều chuẩn 100 đó và mẫu này mình đang bán là 450 rưỡi nhá anh em mua một cân sẽ được tặng thêm hai nặng để sử dụng còn đây là bản dài anh em nhá bản dài thì nhà mình chỉ có 5.5 thôi đó mẫu dài này thì nó sẽ vươn tốt hơn là ngắn mập nhưng nó sẽ kén cành anh em nhá à, cảnh anh em nào mà phù hợp với mẫu này thì chơi rất là sướng luôn rất trụng cửa đi xa đó mình bán bằng giá với ngắn mập anh em nhé. Còn là tiếp theo đến mẫu xuyên phá GB nhá. Mẫu này thì rất phù hợp cho những anh em nào mà đi rừng. Đấy, anh em bem thú cũng được mà bem chim cũng được anh em nhá. Vì mẫu này nó không đỡ như mẫu sần lung. Mẫu này thì nó thiên về độ xuyên thấu. Đấy. Bèm vắt xương cứng cũng xuyên. Đấy. Anh em bem được cả thú và chim luôn. sức phá cực kỳ mạnh. Đấy. Nhà mình có đầy đủ kích thước nhé, từ 4 chấm đến 6 chấm và mình đang bán là bốn trăm rưỡi mẫu này nha anh em mua một cân sẽ được tặng hai nạng còn anh em thích nó phá rộng thì anh em cứ chơi sả lung chơi lung khuôn nhập chỉ dây đít nó chỉ dây là chỉ siêu mềm nhá anh em nhá nên là khi anh em đem chung mục tiêu này, nó có nỗ này thì viên kẹo nó sẽ lở ra nên sức phá của nó cực kỳ mạnh luôn nó không xuyên thấu động mạnh bằng cái mẫu này nhưng mà về cái phá rộng ấy, về cái độ rộng ấy, vết của vết thương ấy, thì nó sẽ to hơn anh em nhá và mẫu này thì có độ chính xác cực kỳ cao Đấy, mình có thể bao chuẩn cho anh em là 150 mét nhá Đấy. hầu như là anh em chơi mẫu này thì toàn là ngoài trăm mét thôi Đấy. có những anh em chơi đẳng cấp chơi đến 200 mét luôn anh em nhé mẫu này thì nhà mình có 5.5 và 552 đó mình đang bán là 500 nghìn một cân nhá bao ship và tặng thêm hai nạ đó anh em chơi mẫu này thì cứ tăng áp cao lên ép được tốc cao thì chơi càng sướng luôn anh em nhé và anh em mua hàng thì cứ liên hệ với hai đầu số trên clip nhé xin chào anh em